Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả của Vietv Australia trong phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 9, 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là thông tin từ Việt Nam, đó là lại thêm một vụ án nữa bị phanh phui và lần này liên quan tới đường dây mua bán 19.200 hóa đơn khống. Đây là vụ án có tên là in phát hành mua bán trái phép hóa đơn khống để thu nộp ngân sách xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi và rất nhiều đơn vị liên quan khác. Có 38 người bị đề nghị truy tố, trong đó có 6 người bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Còn 32 người bị truy tố cái tội in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hiện nay 2 người bị truy tố đang bỏ trốn và bị công an truy nã là ông Nguyễn Đăng Thuyết là cựu giám đốc và bà Nguyễn Thị Hoa là cựu giám sát kế toán của công ty Thành An. Mà theo kết luận điều tra thì vụ việc này xảy ra từ năm 2017 cho tới năm 2022 thì các bị can đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán trên cái phần mềm FAST, gồm hệ thống kế toán sổ sách tài chính nội bộ để ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chi, kết quả kinh doanh thực tế. Hệ thống thứ hai là sổ kế toán tài chính để mà khai man số liệu, lập các cái báo cáo tài chính, báo cáo thuế với các cơ quan quản lý nhà nước, tăng chi phí đầu vào và tăng giá vốn bán hàng dẫn tới là giảm lợi nhuận để làm sao một cái số tiền nộp thuế ít nhất. Và theo kết quả điều tra thì việc dùng hóa đơn khống để hoạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính xác định số thuế phải nộp đã giúp doanh nghiệp này giảm được tới 680 tỷ đồng. Và số tiền bị thiệt hại bị xác định là 740 tỷ đồng và những bị can trong quá trình điều tra cũng đã nộp khắc phục lại là 93 tỷ đồng. Hình như là đây là lần đầu tiên chúng ta thấy một cái vi phạm như thế này phải không? Và không phải là từ 1-2 công ty mà từ 110 công ty tham gia liên tục trong 5 năm, từ 2017 tới 2022. Vâng, và sau cùng thì cũng đã bị phanh phui và cũng đã phải khắc phục lại hậu quả cùng với những cái bản án khá là nặng nề. Trong khi đó thì tại Đà Nẵng, kính thưa quý vị, công nhân tại một cái công ty Mai đã thắng kiện và vụ kiện này cũng được rất nhiều các cơ quan truyền thông thế giới quan tâm, đặc biệt là những cái hãng thông tấn lớn như là VOA hoặc là AFA. Thông tin cho thấy là Tòa án Nhân dân tại quận Liên Chiểu của thành phố Đà Nẵng đã buộc công ty cổ phần dệt Hòa Khánh ở thành phố Đà Nẵng thanh toán hơn 1 tỷ 900 triệu đồng cho tổng cộng 62 công nhân trong một cái phiên xét xử kéo dài đến 5 ngày. Điều này cũng cho thấy là công nhân Việt Nam cũng có cơ hội chiến thắng tại những cái phiên xét xử như thế này nếu họ cảm thấy họ bị sa thải một cách bất công. Cũng theo thông tin từ đài RFA thì công ty dệt Hòa Khánh tọa lạc tại khu công nghiệp Hòa Khánh với tổng cộng là 117 lao động. Tuy nhiên cho đến tháng 11 của năm 2023 thì công ty bắt đầu có tình trạng nợ lương và đến thời điểm đó thì đã nợ hơn 3 tháng lương của tất cả nhân viên, trong khi 9 tháng tiền bảo hiểm cũng đã không có khả năng để thanh toán. Và ngoài ra thì những người công nhân bị sa thải một cách bất hợp pháp cũng vào thời điểm cuối năm 2023. Và đứng trước cái bối cảnh này thì công nhân đã phối hợp với công đoàn để công đoàn có thể đại diện cho 62 công nhân chống lại công ty dệt Mai Hòa Khánh. Và bản án cuối cùng cũng đã được xác nhận bởi thẩm phán tại tòa án quận Liên Chiểu là trong tổng số tiền 1.900 tỷ đồng như thế này sẽ có 314 triệu đô la ở
314 triệu đồng Việt Nam là bồi thường tiền lương, trong khi 1 tỷ 600 triệu đồng còn lại là trợ cấp vì bị sa thải một cách bất công. Đây là một trong những cái bản án cho thấy công nhân vẫn có cơ hội để đòi lại những cái tiền lương hoặc là những cái thất thoát tài chính của mình. Tuy nhiên những bản án như thế này cũng khá hiếm, bởi vì chúng ta trong những năm vừa qua cũng đã liên tục nghe những cái thông tin về việc sa thải hàng loạt từ các công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực may mặc. Dẫn đầu có thể nói là một công ty may mặc ở Sài Gòn mà có số vốn 100% là từ Đài Loan. Khi mà vào thời điểm cuối năm 2022, công ty này đã cho khoảng 1.200 công nhân nghỉ việc. Và đây cũng là một công ty có thâm niên rất lâu, đã hoạt động từ năm 1998 với tổng cộng là 1.800 lao động. Và đó là bối cảnh mà các chuyên gia cho rằng bởi vì đại dịch Covid-19 xảy ra làm cho những công ty dệt may không thể nào ký kết hợp đồng, dẫn đến việc sa thải hàng loạt công nhân trong thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn liên quan đến vấn đề mà Việt Nam xuất khẩu thủy hải sản vào Liên minh châu Âu, thì kể từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đang phải chịu cái thẻ vàng cảnh cáo về cái tình trạng khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, thường được gọi tắt là IW. Liên minh châu Âu thì cũng đã 4 lần cử các cái đoàn thanh tra đến Việt Nam để xem xét việc thực hiện các cái biện pháp ngăn chặn cái tình trạng này trước khi đưa ra các quyết định là áp dụng cái thẻ vàng hay là thẻ đỏ trong việc mà nhập khẩu hải sản từ Việt Nam. Thẻ vàng có nghĩa là cảnh cáo thôi, nhưng mà nếu mà thẻ đỏ được đưa ra thì có nghĩa là hàng hải sản của Việt Nam bị cấm đưa vào Liên minh châu Âu. Vào tháng tới thì sẽ lại có một cái đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu đến Việt Nam để kiểm tra cái tình trạng này. Do vậy mà Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính gần đây cũng đã đưa ra cảnh báo rằng là nếu vẫn tiếp tục để xảy ra cái tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định thì nhiều khả năng ngành thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị áp thẻ đỏ. Thủ tướng cũng nêu rõ trong thông báo là vẫn còn cái tình trạng số lượng lớn các cái tàu đánh bắt cá ngắt kết nối với cái thiết bị hành trình giám sát hành trình, và tình trạng tàu cá hoạt động sai vùng biển vẫn diễn ra thường xuyên. Trong khi đó thì chất lượng nhật ký khai thác cũng chưa đảm bảo độ tin cậy, nhiều tàu cá cũng chưa hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy hải sản cho toàn bộ các tàu, đồng thời cũng chưa kiểm soát xử lý dứt điểm các cái tàu cá 3-0. Đặc biệt, thông báo mới của Thủ tướng cũng nói đến cái tình trạng là dung túng tiếp tay của các lực lượng thực thi pháp luật cho cái hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp không đúng quy định này. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hiện nay đang được giao để phối hợp với các địa phương để điều tra, truy tố và khởi tố các cái vụ việc liên quan đến các cái tàu cá mà đi khai thác trái phép ở nước ngoài. Và trong một thông tin được Cục Kiểm ngư Việt Nam đưa ra tại một cái hội nghị về IW diễn ra vào tháng 6 vừa qua, thì Chính phủ Việt Nam cũng cho biết là đến tháng 6 thì Việt Nam vẫn chưa hoàn thành đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt các thiết bị giám sát hải trình. Và hiện cả nước mới theo dõi giám sát được khoảng 50% hoạt động của các tàu cá ở ngoài biển. Mà theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu trong 6 tháng đầu năm nay là đạt 513 triệu Mỹ Kim, tăng tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Và nếu mà tháng 10 tới sau cuộc kiểm tra mà Liên minh châu Âu áp dụng thẻ đỏ, tức là cấm nhập khẩu hải sản của Việt Nam, thì đây sẽ là một thiệt hại rất lớn cho ngành khai thác và chế biến hải sản cũng như là ngư dân của Việt Nam. Có nghĩa là ngư dân Việt Nam đã có khoảng 1 tháng để mà chuẩn bị, người phải cần phải có một cái sự thay đổi. Tuy nhiên một tháng thời gian là quá ngắn, rất khó để có thể đáp ứng cái tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, kính thưa quý vị, vừa xảy ra một cái sự kiện việc chưa từng có tiền lệ khi mà chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro. Chiếc chuyên cơ này đang đậu tại Cộng hòa Dominica. Và sau khi tịch thu cái chiếc chuyên cơ này thì chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Venezuela đã được bay trở về lại tiểu bang Florida của Hoa Kỳ. Thông tin từ hãng tin Pháp tấn xã AFP cho biết là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố chiếc máy bay này đã bị mua bất hợp pháp với mức giá lên đến 13 triệu đô la vào thời điểm tháng 4 của năm 2023 vừa qua, thông qua một công ty được cho là một công ty bình phong qua ngã Caribe. Và một tháng sau khi mua thì kể từ tháng 5
2023. Máy bay này hầu như chỉ bay đến và đi từ một căn cứ quân sự ở Venezuela mà thôi. Theo chính phủ Venezuela thì tất nhiên là họ đã lên án hành động của chính phủ Hoa Kỳ và cho rằng đây không khác gì là một vụ cướp giật một cách rất là trắng trợn. Trong khi đó, về phía chính phủ Dominica là nơi mà chiếc máy bay này đã đang đậu, thì họ cho rằng họ không tham gia gì vào quá trình tịch thu máy bay của Hoa Kỳ. Cũng cần nhắc lại là trong thời gian vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã liên tục gây sức ép buộc chính phủ Venezuela phải ngay lập tức công bố những dữ liệu chi tiết liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, bởi vì Washington đang nghi ngờ chiến thắng của ông Nicolas Maduro là không thật sự trong sáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì ở châu Âu có một nhân vật rất nổi tiếng mấy ngày qua như chúng tôi cũng từng loan tin, đó là nhà sáng lập cái trang Telegram là ông Pavel Durov thì vừa bị nước Pháp bắt giữ cách đây hơn tuần, nhưng cuối cùng của tòa án ở Paris cũng đã cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên tới 5 triệu euro, đồng thời cũng cấm ông xuất cảnh khỏi nước Pháp. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hiện nay mà báo chí Pháp cũng săn lùng đó là cái chuyện đời tư thầm kín của nhà sáng lập nổi tiếng này. Vì vào tháng trước, chính ông Durov cũng từng đăng tải trên trang Telegram của mình là đang có đến 100 người con riêng. Và việc ông có nhiều con là xuất phát từ khoảng 15 năm trước khi một người bạn của nhà sáng lập đã đề nghị xin giống Durov do vợ chồng này là hiếm muộn, khó có con. Thế rồi mà khi đi cho giống thì cái cơ sở y tế đó nói rằng là những cái giống chất lượng tốt đang khan hiếm. Do vậy mà chuyên gia công nghệ này cảm thấy mình là cần có trách nhiệm là quyên góp tinh trùng của mình cho các cái cặp vợ chồng hiếm muộn. Và đến năm 2024 thì nhà sáng lập Telegram cho biết là việc quyên góp giống của mình đã giúp cho 100 cặp đôi ở 12 quốc gia có con. Tất nhiên đó hoàn toàn là con của Durov. Thậm chí nhà sáng lập này còn định công khai một cái mã ADN của mình trên mạng nữa để 100 người con này có thể là tự biết mình là anh em để tìm đến với nhau. Quan điểm về sinh sản của Durov cũng có thể giống với nhà tỷ phú Elon Musk của hãng Tesla, khi mà cũng cho rằng con người thì cần tăng cường sinh sản hơn. Và bản thân nhà tỷ phú hàng đầu người Mỹ này hiện nay cũng đang có tới là 12 người con. Và ông Durov hiện nay có khối tài sản lên tới 9 tỷ 15 triệu Mỹ Kim và một loạt hộ chiếu cũng như rất nhiều nơi cư trú khác nhau. Do vậy mà nhà sáng lập Telegram có một cuộc sống nay đây mai đó suốt hơn 10 năm qua. Và do đó mà khi gần như đi đến đâu thì anh cũng hiến tặng tinh trùng và do vậy mà có để lại rất nhiều người con ở những người đó. Có nghĩa là tự tin giống của mình là giống tốt, cho nên là muốn cống hiến. Một người rất thông minh. Vâng, có những đứa trẻ được sinh ra hy vọng là cũng thông minh như người này. Vâng. Trong khi đó thì, thưa quý vị, sinh hoạt chính trị tại nước Đức vừa có một cái cơn chấn động khi mà một trong những cái đảng bảo thủ tại nước Đức đã không hề có một chiến thắng nào sau Thế chiến thứ hai cho đến nay, nhưng ngày hôm qua lại tạo ra một cái chiến thắng một cách rất là vang dội khi mà đã bỏ xa đối thủ của mình với một cái khoảng cách chưa từng có. Đó là đảng cực hữu, tiếng Việt gọi là Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức và được gọi tắt là AfD. Đảng này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại một tiểu bang miền đông của nước Đức gọi là Thuringia. Đây được cho là một trong những đảng dán rất mạnh vào sinh hoạt chính trị tại nước Đức, đặc biệt là đối với đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz. Và đảng AfD đã giành chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ là từ 32.8% cho đến 33.4%, có nghĩa là bỏ xa Liên minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo Trung Hữu gọi tắt là CDU ở vị trí thứ nhì với chỉ có 23.8% ủng hộ mà thôi. Trong khi cuộc bầu cử tại một tiểu bang lân cận cũng cho thấy là đảng AfD cũng đang bám sát với đảng CDU với một cái tỷ lệ rất là khích khao là 31.5% so với 30.8%. Mặc dù cho đến nay không có một cái đảng nào đồng ý liên minh với đảng AfD và điều này cũng có nghĩa là đảng AfD cũng rất khó có cơ hội thành lập chính phủ tại nước Đức.
Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử địa phương lần này cũng có thể gây ra rất nhiều xáo trộn trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức dự phóng là sẽ diễn ra vào tháng 9 năm tới 2025. Và cho dù là đảng AfD không thể thành lập chính phủ vì không có liên minh, tuy nhiên đảng này vẫn có thể nắm cán cân quyền lực và vẫn có thể ngăn chặn một số quyết định quan trọng tại Quốc hội sau cuộc bầu cử sắp tới. Và đó là một cái cơn địa chấn mà theo đánh giá của các chuyên gia là bởi vì cử tri hiện nay đang không ủng hộ việc phi công nghiệp hóa tại nước Đức cũng như là việc đa dạng hóa dân số tại quốc gia này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về tình trạng thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc thì Trung Quốc nhiều năm trước cũng đã định hướng để cho ra đời một cái lực lượng sản xuất mới với các chính sách của chính phủ là ưu tiên đào tạo những cái ngành nghề trong khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI và robot. Mà theo giới phân tích thì điều này đã làm mất cân bằng về nhu cầu và nguồn cung việc làm giữa các ngành nghề và khiến cho cả một cái thế hệ thanh niên có trình độ học vấn cao dường như là bị bỏ rơi vì tốt nghiệp sau cái thời kỳ bùng nổ kinh tế, nay ra trường thì không xin được việc làm và cũng quá muộn để mà đi học lại một cái ngành nghề khác. Mà dự tính thì đang có tới khoảng 11.790.000 sinh viên tốt nghiệp đại học ngay trong năm nay phải đối diện với cái tình trạng là không xin được việc làm. Trong bối cảnh mà hiện nay hàng loạt các cái công ty, kể cả các công ty công nghệ ở Trung Quốc cũng đang phải sa thải hàng loạt. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đô thị hiện nay là vào khoảng 100 triệu người trong độ tuổi từ 16 đến 24 cũng đã tăng lên 17% vào tháng 7 vừa rồi. Và đây là cái con số mà các nhà phân tích cho rằng là chưa kể đến hàng triệu người nữa cũng đang thất nghiệp ở khu vực nông thôn. Trung Quốc cũng đã phải tạm ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của nước này sau khi từng đạt mức cao kỷ lục là 21.3% vào tháng 6 năm 2023. Thì sau đó chính phủ nước này cũng đã đưa ra một cái cách tính khác, loại trừ những người còn là sinh viên tham gia vào lực lượng lao động đưa vào cái con số thống kê. Và do không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp nên mà hơn 200 triệu người, chủ yếu là thanh niên hiện nay đang phải làm những cái công việc tự do như bán hàng trên mạng, chạy xe công nghệ, giao hàng. Nhưng mà ngay cả những cái lĩnh vực này hiện nay ở rất nhiều thành phố cũng đã trở nên bão hòa, tức là không còn chỗ trống nữa. Và tình trạng sa thải hiện nay thậm chí cũng còn lan sang lĩnh vực công, tức là các cái công ty nhà nước vốn trước đây là cho là những cái công việc ổn định trọn đời. Như năm ngoái ở Bắc Kinh cũng đã công bố phải giảm tới 5% biên chế và hàng nghìn người cũng đã bị sa thải từ đó. Hay tỉnh Hà Nam cũng đã phải cắt giảm tới 5.600 việc làm trong năm nay, trong khi tỉnh Sơn Đông cũng cắt giảm gần 10.000 việc làm kể từ năm 2022. Và các nhà phân tích cho biết là ngoài sinh viên đại học thì khoảng gần 4 triệu sinh viên tốt nghiệp trong các ngành nghề lao động cao đẳng của Trung Quốc hiện nay cũng có thể sẽ thất nghiệp bởi vì đào tạo chủ yếu là được trang bị trong việc sản xuất và các dịch vụ cấp thấp. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nhân lực của nước này cho biết là Trung Quốc hiện nay cũng đang phải đối diện với tình trạng là thiếu thợ hàn, thợ mộc, nhân viên chăm sóc người già và nhân tài kỹ thuật số có trình độ cao. Điều đó cho thấy là cái sự mất cân bằng trong lực lượng lao động hay là đào tạo của Trung Quốc khi mà sinh viên ra trường thất nghiệp thì rất nhiều nhưng mà trong số những cái ngành nghề thì vẫn thiếu lao động. Và cũng trong bối cảnh này, kính thưa quý vị, một cái ngành nghề đã ra đời một cách rất là ngẫu nhiên nhưng lại có một cái doanh thu cũng kha khá, đó là những người influencer, có nghĩa là những người có sức ảnh hưởng, và nếu họ chọn những cái đề tài về thất nghiệp của giới trẻ thì họ sẽ có được câu rất nhiều view. Đúng bởi rồi. Vì đây là một cái nhu cầu rất lớn, mọi người cứ muốn xem những cái chủ đề này nó có một cái hướng giải quyết như thế nào. Đúng hay rồi. Không và vô tình thì những người influencer này đã có một cái thu nhập từ một cái vấn nạn ở Trung Quốc. Thông tin cuối cùng cũng từ Trung Quốc, kính thưa quý vị, là một trường tiểu học tại Trung Quốc đã xảy ra một tai nạn xe bus khi mà người tài xế xe bus đã bị mất lái, lao thẳng vào đám đông học sinh và phụ huynh trong giờ tan trường, khiến cho 11 người tử vong tại chỗ. Trong số này, có 6 người là phụ huynh học sinh, trong khi 5 người còn lại hoặc là 5 thi thể còn lại
chính là những học sinh của ngôi trường này. Cảnh sát cũng đang điều tra, tuy nhiên nhận định ban đầu là đây chỉ là một vụ tai nạn mà thôi. Trước đó vào tháng 7 thì một chiếc xe cũng đã đâm vào người đi bộ ở ngay trung tâm thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, khiến cho 8 người thiệt mạng. Trong khi đó thì tại Philippines, bão Yagi đã đổ bộ vào đất liền cũng đã khiến 11 người thiệt mạng sau 2 ngày gây ra tình trạng mưa lớn liên tục. Dự báo là cơn bão có thể sẽ còn tiếp diễn và sẽ có thêm nhiều những cơn mưa lớn khác với khả năng gây ra lũ lụt và cũng có thể gây ra những trận lở đất trong vài ngày sắp tới. Nhiều trường học và cơ quan chính phủ ngay tại thủ đô Manila cũng đã đóng cửa ngày hôm nay, trong khi dịch vụ đi lại tại một số khu vực cũng đã tạm ngưng và hàng chục những chuyến bay nội địa cũng đã bị hủy. Hãng tin Pháp tấn xã AFP cho biết trung bình mỗi năm, Philippines có thể đón khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào quốc gia này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hòa một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hòa xin trân trọng, kính chào.